Liên quan đến vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang, đến đầu giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 11. Các lực lượng vẫn đang nỗ lực bằng mọi cách để tìm kiếm nạn nhân. Gần 500 người tham gia cứu nạn. Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng nay, ngày 13 tháng 7, chiếc xe khách chở 16 khách đi trên quốc lộ 34 Hà Giang - Bắc Mê thì bất ngờ gặp sạt lở. Khi toàn bộ hành khách cùng với những người dân đi đường xuống giúp đẩy xe qua chỗ sạt, bỗng hàng ngàn mét khối đất từ trên cao tràn xuống lòng đường, vùi lấp những người có mặt. Ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã huy động hơn 80 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 877, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Mê đến điểm sạt lở tìm kiếm cứu nạn. Ngoài các nạn nhân tử vong, 4 người khác bị thương đã được đưa ra khỏi hiện trường và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang điều trị. Hiện cả 4 bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định, trong đó có 3 người bị chấn thương phần mềm, 1 người bị gãy xương đùi.